Luật căn cước 2023 quy định những ai cần có giấy chứng nhận căn cước. Giấy chứng nhận căn cước là điểm mới hoàn toàn so với quy định cũ tại luật căn cước công dân. Theo đó, giấy chứng nhận căn cước là giấy tờ tùy thân, chứa đựng thông tin về căn cước của người gốc Việt Nam, chưa xác định được quốc tịch do cơ quan quản lý căn cước cấp theo quy định của luật này. Đối tượng cấp giấy chứng nhận căn cước là người gốc Việt Nam, chưa xác định được quốc tịch đang sinh sống tại cấp xã, cấp huyện nếu không có đơn vị hành chính là cấp xã, từ 6 tháng trở lên. Nội dung thể hiện gồm quốc huy, các dòng chữ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, độc lập, tự do, hạnh phúc, chứng nhận căn cước, họ, chữ đệm, tên, số định danh cá nhân, ảnh khuôn mặt, vân tay, ngày tháng năm sinh, giới tính, nơi sinh, quê quán, dân tộc, tôn giáo, tình trạng hôn nhân, nơi ở hiện nay, ngày tháng năm cấp, cơ quan cấp, thời hạn sử dụng, họ, tên, chữ đệm, quốc tịch của cha, mẹ, vợ, chồng, người đại diện hợp pháp, người giám hộ, người được giám hộ nếu có. Thẩm quyền cấp, cấp đổi, cấp lại, thu hồi giấy chứng nhận căn cước là do cơ quan quản lý căn cước thuộc công an cấp huyện hoặc công an cấp tỉnh nơi người gốc Việt Nam chưa xác định được quốc tịch sinh sống. Giấy chứng nhận căn cước được sử dụng để chứng minh về căn cước để thực hiện giao dịch trên lãnh thổ Việt Nam. Khi người gốc Việt Nam xuất trình giấy chứng nhận căn cước thì không phải xuất trình giấy tờ hoặc thông tin đã được chứng nhận trong giấy chứng nhận căn cước, trừ trường hợp thông tin bị thay đổi hoặc không thống nhất với thông tin trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.